Trong Đà Lạt thì nó điện ra nó bảo tới đi để đây nó tài trợ cho thì đi vào trong chơi. Bây giờ tạm chịu. Rồi. Úi giời, nó tránh. Tránh cái này. Úi giời, đi thế nào thôi. Tránh cái này. Ôi cái này đây đâm liệt kia là tránh. Xe kia chắc không thành không cho xe không sao đúng không? Ôi giời. Xe làm sao? Bên này về xem lại camera mình. Ở đây đây một quặt ở đây cái xe này đi đây là không lách được à trưởng tát cái xe này nhỉ trưởng tát cái xe kia mày tí nữa thì nó đổ cái xe kia nhập quá ngay trước mặt mình hay lổ lốp lốp